Tiểu sử cha thánh Pio V dấu. 1. Thời kỳ thơ ấu của cha thánh Pio V dấu. Cha Pio sinh ngày 25 tháng 5 năm 1887 tại xã Piacenza, thuộc tỉnh Benevento, miền nam nước Ý. Trong gia đình nông thôn, rất sùng đạo. Thân phụ ngài tên là Grazio Foggioan, mẹ là bà Giuseppina Ginunzio. Trong ngày rửa tội, cha Pio nhận tên thánh Francisco hay còn gọi là Francisco. Hồi 5 tuổi, Francisco đã mơ ước trở thành một tu sĩ dòng Francisco, Capuchin với bộ râu. Hàng ngày từ nhà này qua nhà khác xin bố thí cho tu viện. Đây là luật lệ của các dòng hành khất thời Trung Cổ. Một ngày kia, trước bàn thờ chính của nhà thờ Piacenza, chính Francisco kể lại là mình thấy Chúa Giêsu lại gần và đặt tay trên đầu, như dấu hiệu yêu thương, khích lệ. Francisco cũng thấy thiên thần bản mệnh, luôn luôn đồng hành và Đức Mẹ Maria hiện ra. Francisco thấy cả quỷ dữ dưới những hình ảnh rất ghê tởm. Các hiện tượng này không thể giải thích như những tưởng tượng của tuổi trẻ. Nhưng Francisco nghĩ rằng những hiện tượng như vậy cũng xảy đến cho các bạn cùng tuổi mình. Các người trong gia đình hết sức ngạc nhiên về những vụ đánh tội của Francisco ban đêm. Francisco nghĩ rằng để thánh hiến cuộc đời cho Chúa, phải gần gũi hết sức có thể với Chúa Giêsu. Một ngày kia, bà mẹ Giuseppina không thấy con, liền chạy đi tìm. Francisco trả lời, con phải đánh mình con như người Do Thái xưa kia đã đánh đập Chúa Giêsu, đến độ làm máu của người chảy ra. Nhiều lần Francisco ngủ trên sàn nhà lát đá cẩm thạch, gối đầu trên một viên đá, bởi vì Francisco nghĩ rằng phải tự gánh tội trần gian theo gương Chúa Giêsu. Đây là một ơn gọi riêng, ơn gọi đau khổ. Nếu không, Francisco nghĩ rằng sẽ đi đến chỗ hư mất đời đời. Francisco sớm ý thức về ơn gọi chịu đau khổ này. 2. Thời kỳ tu tập của cha thánh Pio V dấu. Sau lễ ba vua năm 1903, Francisco xin vào nhà tập dòng Capuchin. Tâm hồn Francisco bị xúc động, lạy Chúa con, Francisco viết, ai sẽ có thể tả lại được cuộc tử đạo diễn ra trong tâm hồn con. Con cảm thấy tiếng nói của bổn phận phải vâng lời Chúa. Ôi lạy Chúa của con, Chúa nhân hậu của con. Nhưng thù địch của Chúa và của con hành hạ con, muốn đập tan các xương con, nhạo cười con, đảo lộn mọi sự trong con. Trong tình trạng này, Francisco được nhìn thấy lần thứ nhất một người uy nghi với vẻ xinh đẹp khác thường. Người này mời gọi Francisco chiến đấu như một binh sĩ anh dũng chống lại một quái vật. Xem ra không thể thắng được. Nhưng Francisco, với sự giúp đỡ của nhân vật trên trời kia, đã thành công trong việc xua đuổi quái vật này. Ngày 6 tháng Giêng năm 1903, lúc 15 tuổi, Francisco được nhận vào tập viện tại Mocon, cách Molise ít cây số. Sau 2 tuần tĩnh tâm, Francisco được mặc áo dòng và nhận tên dòng là Pio da Piacenza, để kính nhớ Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V. Và cũng kính nhớ Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X, sinh năm 1903, mất năm 1914, lúc đó vừa được bầu làm giáo hoàng. Thời gian của tập viện là thời gian rất gay go theo luật dòng Francisco. Pio đã trải qua thời kỳ thử thách này một cách gương mẫu. Việc chiến đấu với Satan càng ngày càng gia tăng đến độ từ những phòng kế bên phòng của Pio, các tu sĩ khác thường nghe thấy những vụ đập đánh và những tiếng động. Lúc các thầy chạy đến xem, thì thấy Pio nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Sau những năm tập viện,
thầy Pio tuyên khấn tạm. Và ngày 27 tháng Giêng năm 1907, thầy khấn trọng thể. Thầy Pio lúc đó chưa phải là linh mục, đã được ơn hiện diện tại hai nơi một lúc. Như chính thầy kể lại với cha Agostino, một ngày kia, ngày 18 tháng Giêng năm 1905, con thấy xảy ra một sự kiện khác thường. Trong lúc con đang ở trong nhà thờ, nơi hát kinh với thầy Anastasio, con cũng thấy mình ở trong nhà của một gia đình. Nơi đây người cha đang hấp hối. Chính trong lúc đó một trẻ em cũng sắp ra đời. Đức mẹ Maria hiện ra nói với con, mẹ phó thác đứa nhỏ này cho con. Con đừng sợ hãi, đứa nhỏ này một ngày kia sẽ đến với con. Nhưng trước đó, con sẽ gặp đứa nhỏ này tại San Pietro. Ngay sau đó, con lại thấy mình ở trong nhà thờ hát kinh. Đứa nhỏ này tên là Giovanna Rizzani. Sau này sẽ trở nên người con thiêng liêng của cha Pio và thuộc dòng ba Francisco. Sức khỏe thầy Pio rất kém, không cho phép tiếp tục đời sống trong tu viện được. Thầy bị sốt liên miên, nhưng không giải thích được căn cớ của chứng bệnh này. Thầy trở về nhà để chữa bệnh và ở lại từ năm 1909 đến năm 1916. Sống ngoài luật phép dòng, trong tình trạng không thể chấp nhận được theo luật dòng Francisco. Cha Agostino và cha Benedetto, mà thầy vẫn liên lạc thường xuyên bằng thư tù, tin chắc rằng thầy Pio, người được Thiên Chúa hướng dẫn, đang đi đến việc thực hiện đầy đủ một ơn kêu gọi đặc biệt, cho dù cuộc đời của thầy đang trở nên một cuộc tử đạo dữ dội. Do bởi những cuộc chiến đấu thường xuyên với ma quỷ, với hậu quả đáng lo sợ là thầy có thể trở thành nạn nhân của những cuộc ám ảnh và tình trạng ảo tưởng. Việc sống ngoài tu viện đặt ra nhiều câu hỏi. Mỗi lần trở lại tu viện, thầy Pio lại ngã bệnh, đến độ các bề trên phải đưa thầy trở về Piacenza, vì ở đây xem ra thầy lấy lại sức khỏe nhanh chóng. Nhưng tháng 2 năm 1917, cha Agostino mời thầy đến thăm gia đình Sirais ở Foggia, miền nam nước Ý, một gia đình rất sùng kính các tu sĩ Capuchin. Người con gái của gia đình tên là Raffaellina, lúc đó mắc bệnh nặng và xin được gặp thầy Pio trước khi chết. Thầy Pio trú tại tu viện Sant'Anna ở Foggia. Tiếng đồn về một tu sĩ có những nhân đức khác thường, có khả năng đánh động những ai được may mắn nghe và nói với tu sĩ này. Và từ đó người dân bắt đầu đi lại tìm gặp thầy Pio. Sức nóng tại Foggia trở nên không chịu nổi. Vì thế cha Paulino đưa thầy Pio đến nghỉ trong tu viện Santa Maria delle Grazie trên một đồi cao, tại San Giovanni Rotondo. Tại đây thầy thụ phong linh mục, làm mục vụ cho tới lúc qua đời. Trên phòng nhỏ dành cho ngài có hàng chữ, thánh giá luôn luôn sẵn sàng và chờ đợi con mọi nơi. 3. Thời kỳ làm linh mục của cha thánh Pio Năm Dấu. Đến tuổi phải thi hành nghĩa vụ quân dịch, thầy Pio đến trình diện tại quân khu Benevento. Thầy được công nhận là đủ điều kiện. Hết nghĩa vụ quân dịch, thầy còn được nghỉ 2 năm tại gia đình. Nhờ những năm nghỉ này, thầy được bình phục hoàn toàn, khỏi hẳn chứng bệnh xương màn phổi. Với sức khỏe khả quan hơn, thầy Pio được lãnh chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Benevento ngày 10 tháng 8 năm 1910, lúc 25 tuổi. Nhưng vì vấn đề sức khỏe, bề trên cho phép cha Pio ở lại gia đình cho đến năm 1916. Tháng 9 cùng năm 1916 này, cha được sai đến tu viện Santa Maria delle Grazie, Thánh Maria của muôn ơn lành ở San Giovanni Rotondo và ở lại đây cho đến lúc qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968.
ngày 20 tháng 9 năm 1918, lúc thánh lễ ban sáng vừa kết thúc và mọi người ra về, cha Pio còn ở lại cầu nguyện trong yên lặng và như xuất thần. Một nhân vật bí nhiệm hiện ra, tay và chân đẫm máu. Cha Pio kể lại cho cha Agostino và cha Benedetto như sau: từ ngày đó, con bị một vết thương chí tử. Trong thâm tâm, con cảm thấy vết thương này luôn luôn mở ra, làm con đau đớn nhiều. Vết thương cạnh sườn bị đâm bởi một nhân vật trên trời bằng một lưỡi dao rất dài và rất sắc ở đầu. Trong lúc cha Pio ngồi tòa giải tội ngày 6 tháng 8 năm 1918, cha Agostino và cha Benedetto cho biết cha Pio đã sống cuộc thử thách của tình yêu đặc biệt. Vết thương thiêng liêng của nhân vật trên trời là dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa dành cho cha. Cha Pio có cảm giác không chịu nổi một sự đau đớn lớn lao như vậy được. Với thời gian qua đi, cha Pio khám phá ra những vết thương đẫm máu kia trở nên những vết thương của chính mình. Những vết thương này mọi người đều thấy và làm cho cha trở nên một người bị đóng đanh sống động. Cha muốn giấu, nhưng vết máu tiếp tục chảy ra và anh em trong dòng đều thấy. Từ ngày đó, cha phải mang găng tay bằng len màu xám tối, chỉ để thò ngón tay ra mà thôi. Nhưng lúc đọc lời truyền phép, dâng mình và máu Thánh Chúa lên, găng tay được tháo ra. Bề trên nhà và bề trên tỉnh dòng Capucin muốn biết chắc chắn về các vết thương của cha Pio để đề phòng khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng các bác sĩ và giáo sư chuyên môn chỉ có thể giải thích được rằng các vết thương kia không phải là những vết thương gây nên do chứng lao phổi, cũng không phải những vết thương tự tạo nên. Giáo sư Luigi Romanelli của Bệnh viện Barletta coi là chứng bệnh mầu nhiệm. Trong sự đau khổ không thể diễn tả được, cha Pio xác nhận rằng tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu trong cuộc tử nạn của người, nay tôi cũng chịu như vậy, theo sức có thể của một tạo vật yếu hèn, không phải vì công nghiệp của tôi, nhưng chỉ vì lòng nhân hậu của Chúa mà thôi. Tiếng đồn về dấu thánh của cha Pio mỗi ngày mỗi lan rộng các nơi. Các tín hữu tuốn đến tu viện Santa Maria delle Grazie ở San Giovanni Rotondo. Đời sống của cha Pio cũng thay đổi. Cha trả lời các thư nhận được. Cha ngồi tòa giải tội và cử hành thánh lễ. Cha Pio trở nên như một mầu nhiệm cho nhiều người. Các vết thương của cha trở nên đề tài học hỏi, nghiên cứu, không những trong lĩnh vực y khoa, nhưng cả nơi giáo quyền. Những vụ xuất thần trong lúc truyền phép và dâng mình máu Thánh Chúa, đám đông lũ lượt tuốn đến mỗi ngày mỗi thêm nhiều tìm cha Pio. Tất cả đặt ra nhiều câu hỏi. Ngày 18 tháng 4 năm 1920, cha Pio được cha Agostino Gemelli viếng thăm. Cha Gemelli là một nhà trí thức, sáng lập Bệnh viện Bách khoa Gemelli ở Roma, thuộc Đại học Thánh Tâm Chúa ở Milano. Cha Pio không cho cha Gemelli khám xét các vết thương vì không có phép chính thức. Cha Gemelli theo tư tưởng này là các vết thương kia không thực. Một nhận xét không phù hợp với ý nghĩ mà Đức Benedicto XV, sinh năm 1914, mất năm 1922, vẫn có về cha Pio. Đây là một trong các người mà Thiên Chúa đã sai đến mỗi khi cần đến trên thế gian này để làm cho con người trở lại. Ngày 2 tháng 6 năm 1922, những biện pháp đầu tiên được gửi đến cha Pio. Cha không được cử hành thánh lễ công khai, cũng không được thư từ với cha linh hướng của mình và với rất nhiều tín hữu từ khắp thế giới viết cho ngài. Trước những biện pháp giới hạn, cha Pio chỉ đáp lại bằng sự yên lặng và vâng phục: tôi là người con của sự phục tùng. Từ năm 1923 đến năm 1933, cha Pio bị kiểm soát ngặt nghèo,
cha không được giải tội và dạy các học sinh của trường thuộc tu viện nữa. Cha bị hoàn toàn cô lập. Khiêm tốn. Cha đáp lại, tôi là người con của sự phục tùng. Đây chính là thái độ của một tu sĩ Capuchin. Thái độ vâng phục này sẽ tránh được những cuộc biểu tình chống đối có thể lan rộng nơi các tín hữu vốn sùng kính cha Pio. Những tố cáo chống lại cha dần dần thấy rõ là không có nền tảng nào cả. Từ ngày 16 tháng 7 năm 1933, sau 10 năm, cha lại có thể cử hành thánh lễ công khai và năm sau trở lại tòa giải tội. Sứ mệnh của cha là tòa giải tội, một ơn vĩ đại của lòng thương xót Thiên Chúa. Cha còn được ơn thấy những bí nhiệm trong tâm hồn của các người đến tòa giải tội. Nhiều lúc, sau khi giải tội, người ta thấy cha khóc vì đau đớn. Và đây cũng là một ơn riêng Chúa dành cho cha, một cái nhìn siêu nhiên về tình trạng đáng thương của con người tội lỗi. Dù sống đầy đủ thừa tác vụ linh mục, cha Pio thỉnh thoảng bị cám dỗ về một hồ nghi dữ dội làm cha đau khổ nhiều, tôi đẹp lòng Chúa hay không? Các nhóm cầu nguyện. Trong những năm 1940, cha Pio lãnh nhận lời mời gọi của Đức Pio XII, sinh năm 1939, mất năm 1958, lập các nhóm cầu nguyện để nâng đỡ nhân loại bị chiến tranh đe dọa. Đây cũng là những năm bắt đầu đào móng xây cất bệnh viện Casa del Sollievo della Sofferenza, được khánh thành ngày 5 tháng 5 năm 1956. Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh cung cấp phần lớn tài chính để xây cất bệnh viện này sau Đệ Nhị Thế Chiến. Số tiền gửi đến cha Pio thật nhiều. Đức Thánh Cha đã miễn cha khỏi lời khấn khó nghèo. Và sau này cha Pio đã trao việc quản trị và thừa hưởng gia tài cho tòa thánh. 4. Thời kỳ già yêu và qua đời của cha thánh Pio Năm Dấu. Lòng sùng kính mỗi ngày gia tăng của người dân đối với cha Pio làm tiêu tan những thù địch trước đây. Dân chúng luôn luôn coi cha Pio là người của Thiên Chúa. Sau chuyến viếng thăm của Đức Giám mục Carlo Macari, nguyên đại diện tòa thánh, cha Pio được hoàn toàn phục hồi các năng quyền trong năm 1965, thời Đức Phaolô VI, để thi hành thừa tác vụ linh mục. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn cho phép cha Pio, lúc đó đã già yếu, cử hành thánh lễ theo lễ nghi Latin cũ, thay vì lễ nghi mới, được cải tổ sau Công đồng Vatican II. Các đau khổ không lúc nào từ bỏ cha Pio. Vào cuối năm 1966, cha không thể đứng để cử hành thánh lễ, bắt buộc phải ngồi trong suốt thánh lễ. Cha cũng không thể đi từ phòng ở đến tòa giải tội đặt trong nhà thờ. Ngày 20 tháng 9 năm 1968, kỷ niệm 50 năm lãnh nhận dấu thánh. Trong dịp này, Đại hội quốc tế các nhóm cầu nguyện được tổ chức, nhưng cha Pio không thể tham dự vì ngài sắp qua đời. Lúc 2 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 năm 1968, cha đã tắt thở. Lúc các bác sĩ và các tu sĩ mặc áo lễ cho cha, các vết thương biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết nào cả. Năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho phép khởi sự vụ làm án phong chân phước cho cha Pio. Và năm 1997, sau 15 năm, ngài công nhận nhân đức anh hùng của cha. Ngày 2 tháng 5 năm 1999, Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ tôn phong cha Pio lên bậc chân phước, sau khi công nhận phép lạ do lời bầu cử của cha. Người được khỏi bệnh lạ lùng và tức khắc là bà Consiglia Ge Martino, lúc đó điều trị tại bệnh viện ở thành phố Salerno, miền nam nước Ý. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, chứng tá của cha Pio là một lời kêu gọi mạnh mẽ về chiều kích siêu nhiên. Vũ khí thực của ngài là những cử chỉ thánh hàng ngày của việc giải tội và thánh lễ,
bởi vì thánh lễ là trung tâm mỗi một ngày của Ngài. Và Chúa nhật 16 tháng 6 năm 2002, tức sau 3 năm, chính Đức Thánh Cha lại chủ tế thánh lễ phong hiển thánh cho chân Phước Pio. Và từ đây thánh Pio được tôn kính trong toàn giáo hội. Mirabilis de insanctis suis. Chúa thật kỳ diệu và làm những việc kỳ diệu nơi các thánh của người. Video đến đây là kết thúc. Quý ông bà và anh chị em thấy video hay và ý nghĩa, vui lòng cho chúng con một like, một đăng ký kênh để chúng con có động lực ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.